Em xin cảm ơn thầy Minh bởi vì là thời điểm mà em đến lớp thầy thì em là một học sinh mất gốc hoàn toàn lớp đến lớp 10, lớp 11. Lúc đấy thì bản thân em rất là sợ môn hóa. Em cũng sợ là bản thân mình sẽ không thể chọn Lana để có thể thi tiếp. Thế nhưng mà khi mà đến lớp thì thầy cũng ủng hộ rất là nhiều. Đồng thời thì cái video của thầy làm cho em có động lực để học học lại và lấy lại kiến thức. Thêm nữa là lớp học của thầy thì vô cùng thoải mái nên là hôm nay cũng thích đến lớp của thầy học. Tuy nhiên đến thời điểm trước thi một tháng thì điểm thi của em vẫn không ổn. Nhưng mà thầy đã đưa ra cho em những cái phương pháp và đặc biệt là chị Ánh Phương đã giúp đỡ em rất là nhiều để mà đến giai đoạn cuối cùng thì điểm thi của em nó ngoài sức tưởng tượng của em. Nên là em cảm ơn thầy cũng như là các anh chị trong đội ngũ team Minelli đã thể giúp đỡ cho em và cho em có một kết quả tốt như thầy đã mong muốn. Ok, cảm ơn thầy. Cảm ơn.